Elmix, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đi tham gia chương trình này thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa và rất là bổ ích, tại vì tôi được học hỏi và giao lưu mọi người, cũng như học được thêm món ăn mới từ anh Bình. Thì với món ăn gỏi bưởi tôm thịt này thì tôi rất là tự tin với món ăn này, tại vì món ăn này tôi đã từng nấu ở nhà cho mọi người ăn và mọi người có phản hồi kiến thức tốt về món ăn này. Món ăn này là sự kết hợp giữa bưởi chua chua ngọt ngọt, dừa, tôm thịt, thì nó tạo một cái hương vị rất là đặc biệt, cộng với lại những gia vị như là hành phi và đậu phộng, thì khi mọi người ăn vô mình sẽ cảm giác món ăn rất là ngon. Và cuối cùng tôi cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi mà mình chiến thắng. Cảm ơn chương trình. Và với tôi, đến với chương trình này là một ý nghĩa thật sự với một người diễn viên để có thể khả năng tự mình khẳng định bản thân mình ngoài việc diễn xuất ra. Elmix, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.